Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại chợ hoa và cây cảnh ở làng Vạn Phúc, hay còn gọi là chợ đồ cũ của làng Vạn Phúc. Ở đây thì Minh Toàn đang ở cái khu là vườn cây và hoa. Ở đây rất là nhiều cây đẹp luôn. Cây xương rồng là đẹp, rất rất đẹp luôn, rất nhiều cây đẹp. Xương rồng này có hoa không anh nhỉ? Trong này nhiều cây rất là đẹp luôn, có cả tre, tre trúc. Hôm nay là mình toàn có dịp xuống đây để cũng tìm một số cái cây cảnh để trang trí nhà cho ông anh. Nhưng mà mình toàn quay lại một số cái hình ảnh về chợ hoa và cây cảnh của Hà Đông để các bạn hiểu thêm về cái khu vực này. Đây, đây là hoa hồng. Khu vực này là khu hoa và cây cảnh. Ôi, nhiều cái lan đẹp, quá đẹp luôn. Lan này chắc phải mắc tiền lắm này. Cái này chắc phải 17 triệu nên. Đình lan rất là đẹp luôn. Đủ các cái màu lan, đủ các loại lan. Lan này bông đẹp quá luôn á. Minh Toàn cũng không hiểu về lan đâu, nhưng mà thấy các cây lan này rất là đẹp. Đây, đây cũng anh này đang chăm cây. Đây có các cái giỏ lan. Lan này thì hình như là địa lan hay sao nhỉ? Lan này thì chơi Tết, về chơi Tết. Đợt này cũng gần giáp Tết rồi. Đây, vườn lan Tấn Phong. Cây cảnh Vạn Phúc. Đấy, chợ vườn hoa, chợ hoa và cây cảnh Vạn Phúc. Và Minh Toàn sẽ đi tiếp vào khu này. Khu này nhiều, rất là nhiều cây cảnh. Đây, đây cũng người dân về đây mua rất là nhiều các bạn. Có những hình lan treo đẹp, đẹp lắm. Trong này rất là nhiều cây đẹp luôn. Còn bộ hoa xương rồng, hoa xương rồng đẹp. Chị bảo là chị gọi nhầm máy, ấn nhầm máy thôi. Đẹp quá nhỉ. Để mình còn hỏi như cây sống đời này không biết là bao nhiêu. Mà sống đời đẹp quá. Chị ơi, cho em hỏi nhờ tí, như cây lọ này là khoảng bao tiền này? 400 đấy ạ, 400. Dạ, 400, đẹp nhỉ. Nhiều. Đây nhiều cây xương rồng rất là đẹp. Nhà chị ở đây bán rất là nhiều cây đẹp. Bên cạnh đấy thì ở đây cũng phục vụ các cái chậu này, chậu trồng lan, trồng hoa. Đây, đây là toàn bộ chậu. Mẫu mạ, mẫu gì cũng có luôn. Mà bộ gì cũng có luôn. Biết cái này là cái gì nhỉ? Cô ơi, cái này là cái gì đấy hả cô? Là phân dê đấy. À, phân dê. Yeah. Phân dê, phân để dùng để chuyên bón lan.
Đây, hồng leo. Hồng leo rất là đẹp. Đây là chuyên hồng. Màu gì cũng có luôn. Màu gì cũng có luôn các bạn. Đây, hồng leo này. Cái hồng rất là to luôn. Hồng vàng. Đây. Khu này là khu hoa và cây cảnh rồi. Đây, đây cũng phục vụ bán đất với lại trồng vào chậu luôn. Đó. Bán đất luôn. Nên khi mà chúng ta về đây mua cây cảnh thì chúng ta khỏi phải lo. Bởi vì là có cả chậu, cả hoa luôn. Không phải đi mua đâu hết. Ui, cây này đẹp quá này. Cây này là xanh hay là si đây không biết, các bạn có biết cây này không? Quá đẹp luôn. Mình toàn thấy mấy cây hoa giấy rất là đẹp. Đây. Hoa giấy này rất là đẹp luôn. Hoa này, hoa giấy này chắc phải đắt lắm bởi vì là thân nó to như thế này. Ui, gốc này thân to quá. Nhưng mà cây này là chưa ra hoa. Nhưng mà không biết là hoa này là mấy màu ạ. Đấy, cây này không biết là mấy màu ạ. Nhưng mà chưa ra hoa nên mà mình toàn cũng không nhìn thấy mấy màu luôn. Còn là như cây này là một màu. Cái này là một màu. Ôi, có cái khế rất là sai quả. Cái cảnh. Đây là khế. Cái khế này rất là sai quả. Cái này mà nhà nào rung rộng ấy thì nếu mà mua về chơi cảnh thì quá là đẹp. Đây, có một gốc khế đây nữa. Tuyệt vời luôn. Đấy, gốc khế này. Đây, các bạn. Rất đẹp. Đây có những hoa này là hoa gì anh nhỉ? Thực sự Minh Toàn rất là bất ngờ khi mà về với cái vườn cây cảnh hoa và cây cảnh của Hà Đông, cái chợ vườn hoa và cây cảnh của Hà Đông luôn, bởi rất là nhiều cây đẹp. Đây là thu hút mọi cái người chơi cây cảnh của Hà Đông đổ về đây. Đây có những cây sung rất là đẹp luôn. Sung đây. Sung này thì thế rất là đẹp. Cái này thì người ta trồng sung thì ra quả. Nhưng mà cây này chắc chưa ra quả. Có cây lục mưng này cũng đẹp đấy các bạn này. Đây có quả sung này. Quả sung. Đó, quả sung đó. Đó. Rồi, trong này thì cũng có rất là nhiều cây đẹp luôn này.
Còn đây là những cái bonsai, cái sung bonsai. Nhưng mà lá không thấy, thấy quả thôi. Cây này cây xanh hay là cây si cũng đẹp với các bạn. Nhiều cây đẹp cực kỳ luôn. Ui, hoa giấy này. Hoa giấy này cũng đẹp. Hoa giấy này làm mái che trước cổng thì quá đẹp luôn. Đây là các cái dáng cây bonsai. Đó, sung bonsai. Cây này thì có để trên cửa sổ. Nếu mà để trên cửa sổ ấy, các cửa nhỏ nhỏ rất là đẹp. Wow. Anh Toàn sẽ vào trong này để xem cái vườn cây này nó như thế nào. Đây, xin mời các bạn vào cây. Sung đẹp lắm, nhiều cây sung rất là đẹp luôn. Thế bonsai đẹp luôn. Ồ đây, có cái gốc này đẹp này. Biết là gốc gì. Và đây Minh Toàn sẽ đi vào phía trong này. Có vườn cây. Wow, cây này rất là đẹp luôn. Cây xanh, cây si. Khi mà các bạn mua cây cảnh ở Hà Đông thì chợ hoa và cây cảnh ở Hà Đông là một cái điểm không thể bỏ qua khi mà chúng ta chơi cây cảnh ở Hà Đông. Đấy, ví dụ như cây cây này cũng rất đẹp này. Trong này rất nhiều cây đẹp luôn. Wow. Có cái khế đầu này rất là sai quả luôn. Đấy, cái khế này rất là sai quả luôn. À, có cái ông này buồn cười quá ha. Đây, mình toàn sẽ chụp lại cái ảnh này. Đấy, cây này khá là đẹp luôn các bạn. Quá là bất ngờ khi mà về với vườn hoa Hà Đông mà
có những cây mà nó thực sự rất là đẹp như này luôn. Cây này là xanh hay là xì ôm một cái chùm luôn. Rất đẹp. Nhiều cây rất là đẹp luôn. Đây. Hoa có được tươi tốt không là cũng nhờ bàn tay của các cái cô này, cố tưới nước như này thì hoa mới được tươi. Đây, đây cũng có cây sung đẹp nữa các bạn. Còn đây là các cây này là phục vụ để chúng ta trồng trồng lan. Gỗ để trồng lan. Đây, nhà văn hóa Vạn Phúc. Nhà văn hóa Hạnh Phúc. Rồi, Minh Toàn sẽ đến một cái khu vực khác và Minh Toàn sẽ dừng video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.